Hello, chào anh em Hôm nay con bộ PC mà mình thấy khá là khỏe, thực sự là khỏe luôn Và bộ hôm nay thì mình ấn tượng bởi vì là Đây là một bộ mà mình build cho một bạn nữ Và bạn nữ thì lại yêu cầu đó là cạc thì phải là cạc mới Đấy, Thì hôm nay là mình có một con cạc mới cho anh em xem Và cái mã cạc mới bây giờ thì khá là rẻ anh em ạ Ví dụ như là con 3060Ti này hiện tại giá chỉ khoảng trên 9 triệu Mà cạc mới tinh em nhé mà mình thấy là nếu như mà phân khúc giá khoảng trên 9 triệu thì anh em lấy con này thay vì là 3060 thì nó sẽ hợp lý hơn rất là nhiều. Bởi vì đây là 3060 Ti. Đấy thì 3060 mới thì nó cũng sẽ gần gần giá sẽ gần bằng con này. Nên là anh em thêm một chút lấy 3060 Ti thì nó sẽ khỏe hơn khá là nhiều. À đừng anh em nào nhìn vào cái VRAM nhé Một số anh em cứ bảo là 3060 nó là 12 GB RAM thì nó sẽ khỏe hơn là 8 GB RAM. Úi ôi, nói thế thì chết anh em ạ Hỏng 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 Thế thì nó khỏe hơn cả 3070 à Đấy, nên là Cái VRAM anh em đừng có nhìn vào mà phán là 3060 khỏe hơn 3060Ti 3060Ti thì khỏe hơn khá là nhiều đấy Và hôm nay thì Mình sẽ lấy con cạc ra cho anh em xem 3060Ti hàng mới tinh Không biết cạc này là của bên nào phân phối nhỉ Hải Anh em ạ À này, Hải Anh nhá. Hải Anh thì bảo hành gọi là tuyệt vời luôn rồi. Anh em uh, mua VGA nếu mà nhất là của Asus ấy mà kiếm được hàng của Hải Anh thì rất là ngon luôn. Vào đây, cạc mới tinh này và cái cách đóng gói nhá. Riêng cái dòng đua này thì đóng gói khá là hay. Mở ra cho anh em xem. Đây, con này anh em sẽ sẽ mở nó như này. Đừng anh em nào mà lấy cái dao rạch ra nhá. Đừng lấy đừng lấy dao rạch ra mà chỉ cần uh, mở hai bên ra. Anh em mở mở hai bên ra như thế này. Đấy là cái ni lông nó sẽ tự giãn ra. Và anh em sẽ lấy được con cạc ra. Đây. Đây là con cạc của mình. Thì hồi xưa ấy, hồi xưa là hay có con 3060 TI bản đua nhưng mà nó là đua mini. Còn đây nó là bản đua rất là to. Anh em thấy là cạc cực kỳ to nạc luôn. Đấy, hai cái fan này. Hai cái fan thì vẫn là cái công nghệ fan Asiatech của Asus rất đẹp luôn. Đây, tem của Hải Anh này. Tem của Hải Anh. Các mới tinh. Ôi giời ơi. Ôi giời ơi, bên nào dán tem thế này đây? Ôi giời. Thực sự là mình không thể không thể chấp nhận được cái kiểu dán tem như thế này mà đúng ra là nếu mà thôi thả mình lột luôn cái tem này ra mình đi bảo hành ở Hải Anh cho nó nhanh bên thứ ba dán tem như thế này thì rất là là mất thẩm mỹ luôn thực sự luôn không hiểu sao lại dán nó như thế này luôn dán đây được mà đúng không hoàn toàn có thể dán ở đây được mà tại sao phải dán ở đây nguyên một cái mặt này nó phô ra bên ngoài tự nhiên dán tem ở đây xấu hết cả cái, cái cạc luôn thực sự luôn nhìn thề mình muốn lột luôn luôn có khi mình lột ra thật ấy mình sẽ lột cái này ra mình không cần bảo hành bên này nữa và mình sẽ mang thẳng ra hải anh bảo hành chứ như thế này rất là xấu luôn cực kỳ mất thẩm mỹ À, các bên dán tem lưu ý giúp mình nhé thực sự là dán tem như thế này không thể chấp nhận được. rồi để cả xong một bên đây và cái bộ hôm nay ấy có cấu hình rất là mạnh luôn trong phân khúc giá khoảng 38 triệu 38 triệu thì anh em sẽ có một cấu hình rất là khỏe đầu tiên là con chip đã chip là con coi 7 13.700k 13.700k thì Chắc là mình cũng không cần nói nhiều về sức mạnh của nó rồi. Con này thì xem xem với cả con Coi 9 12900K. Nên là hoàn toàn là không cần phải bàn nhiều về sức mạnh của nó nữa. Anh em dùng để làm gì cũng được. Làm việc tuyệt vời, chơi game cũng vô cùng tuyệt vời luôn. Đơn nhân cực đỉnh mà đa nhân thì cũng cực kỳ ngon luôn. Không cần nói nhiều về con này nữa. Và đương nhiên là chạy với cả trong k Thì thực ra thì main B660 chỉ là một cái phương án gọi là phương án uh, chống cháy trong lúc giá rẻ, còn thực tế là anh em vẫn nên dùng uh, dòng Z. Và hôm nay thì uh, để tiết kiệm chi phí, mình sẽ không dùng dòng Z790 vì là hiện tại thì uh, Z790 giá nó đang khá là cao. Ví dụ như là con túp này này. Con túp này mà Z790 thì uh, lanh quanh tầm 9 triệu. Còn nếu mà Z690 thì uh, nó chỉ khoảng trên 6 triệu thôi. Thì anh em sẽ tiết kiệm được khá là nhiều. Đây là mình sẽ dựng con uh, con Z690 túp và phiên bản là bản không có wifi thì khách sẽ dùng dây mạng luôn. nếu như mà anh em muốn ổn định này và đường truyền tốt thì anh em nên dùng cái bản mà cắm dây mạng ấy. Còn nếu như mà anh em muốn dùng wifi xịn ngon thì cái router của anh em phải là router wifi 6 thì nó mới ngon được. Còn về phần RAM đương nhiên là khách làm việc thì sẽ phải là 32GB RAM rồi và mình sẽ lấy là hai thanh ram đen xì thực ra bộ này thì khách lại không thích led nhiều nên là mình sẽ lấy là hai thanh kinh tơn furibit cặp ram mà không có led thì gần như là chắc chắn là mình sẽ chọn là kinh FURY furibit và con này bớt là ba nghìn hai và là hai thanh 16 sáu thì bên này nó có bốn khe ram thì về sau nếu như mà anh em làm việc nặng hơn hoặc là cần thêm ram thì có thể là mua thêm hai thanh ram nữa cắm vào thì nó sẽ thành 64 mươi bốn đó thì nâng cấp cũng khá là dễ thôi Còn cái phần ổ cứng ngày hôm nay Thì nó sẽ là một sự kết hợp Giữa KC3000 Và một cái HDD2T Thực ra thì các cây trước là mình hay dựng Con KC3001T anh em ạ Nhưng mà hôm nay thì nó lại là bản 512GB Đấy Thì khách là yêu cầu mình luôn nhé Cái SSD này là khách yêu cầu luôn này Đó là Khách chọn là một con kc 3000 512 gb Và một cái Một cái HDD2T Của Seagate bản 256 MB kích thì cái bản này tốc độ nó sẽ cao hơn là bản 64 MB kích đấy thì con 512 ghi này cái tốc ghi của nó sẽ thấp hơn là con 1T anh em nhé con này đâu đó là tốc độ đọc vẫn là 7.000 nhưng mà tốc độ ghi thì đâu đó là tầm 3.000 mấy thôi chứ không được 6.000 giống như là con 1T thì tùy anh em thôi theo nhu cầu sử dụng của anh em anh em nào mà thích tốc độ cao hơn thì có thể lấy con 1T còn tầm trung trung thì có thể lấy con 512 g thì cũng rất là ok rồi đọc lên tới 7.000 cơ mà thì tốc độ rất là nhanh và con 512 g này hiện tại thì mình đang có giá khá là tốt chỉ loanh quanh khoảng 1 triệu 8 thôi rất là ngon luôn đấy à, Vậy là xong phần ổ cứng về phần vỏ nguồn tản thì vẫn là những cái gương mặt thân quen thôi <laughs> anh em là quá quen mặt rồi nguồn thì là PM 750 80 Plus gold con này thì thôi mình lắp nhiều quá rồi thôi chả nói nữa hầu như là mình toàn sử dụng hết con này trong những cái bộ tầm trung như thế này rồi nên là chắc chả phải nói nhiều nữa còn cái phần vỏ và tản thì mình sẽ tối ưu nhất về cái phần nhiệt độ Nên là tản nhiệt hôm nay sẽ là một con hiệu năng cao Và mình sẽ dùng con LS520 Đấy, LS520 thì là một cái mã tản mà uh, Tuy nó chỉ là phiên bản hai fan thôi hai fan RAT240 Nhưng mà cái hiệu năng của nó thì cực cao Và hiệu năng này thì uh, đã được các anh đi trước là test với cả 13700K rồi Và chạy rất là ok Nên là mình còn tự tin uh, khi mà dùng con LS520 này Và À, kết hợp với ls 520 sẽ là một cái mã vỏ mà nó có airflow rất là tốt hiện tại Nên là mình sẽ dùng con uh, NZXT H5 Flow Đây là con vỏ của mình Thì uh, cái mã H5 Flow này thì nó có sẵn một cái fan để thổi thẳng cho cái cạc đồ họa Nên là anh em dùng mã này nếu mà render cạc đồ họa ấy, thì nó sẽ rất là mát cho cạc đồ họa luôn Đấy như vậy là uh, mình đã điểm nhanh xong hết tất cả những cái linh kiện ngày hôm nay Thực ra thì bộ hôm nay thì ngoại hình nó chỉ cơ bản thôi Nhưng mà quan trọng nó là tất cả đều là hàng mới, giá hợp lý và hiệu năng cực kỳ cao cho anh em làm việc. Đấy thì bây giờ là mình sẽ tiến hành là lắp đặt và sẽ show cho anh em xem là sau khi lắp xong nhìn nó sẽ như thế nào. Rồi, chiến thôi anh em. Và đây là bộ PC sau khi đã lắp xong. Đây đây là một cái cấu hình mà mình muốn gợi ý cho rất nhiều anh em, thực sự là à, đây là một cái cấu hình rất là khỏe luôn anh em ạ. Thực sự rất khỏe luôn. Trong cái phân khúc giá gọi là tầm 38 triệu mà tất cả đều new hết anh em nhé. Tất cả đều new hết chứ không phải là hàng trâu cày hay là hàng lướt hay là hàng gì cả. À, với tầm giá khoảng uh, 38 triệu thì anh em đã có một cấu hình gọi là có i7 13700k rất mạnh luôn. Còn 13700k thì nó cũng xem xem cả i9 12900k thôi. Anh em có 32 GB này, anh em có một con cạc 3060 Ti new. Đấy và hệ thống cây ờ NZXT Tản nhiệt nước của Deepcool hiệu năng cao Đấy thì tổng thể cả bộ PC hôm nay Nó khá là đen anh em ạ Thực sự là cái bộ hôm nay thì chỉ có mỗi cái tản này Là có LED RGB này Cái cạc hình như là cái LED của nó là LED cố định Còn lại thì một chút LED ở cái main Còn các linh kiện khác thì gần như là không có LED Ví dụ như là fan thì không có LED Và RAM thì cũng không có LED luôn Bộ hôm nay thì khách để làm việc thôi Nên là không yêu cầu quá nhiều về cái Đèn RGB hay là thẩm mỹ gì cả Tổng thể thì vẫn khá là giống với những cái bộ PC mà mình hay dựng đấy. Vẫn là cái vỏ H5 Flow. H5 Flow bây giờ thì uh, mình nghĩ là sắp tới nó sẽ thành một cái vỏ quốc dân rồi. Thực sự là đây là một con vỏ mà nó quá nhiều ưu điểm luôn. Uh, giá thành hợp lý này. Tính thẩm mỹ cao này. Và cái khả năng làm mát rất là tốt. Thì anh em hoàn toàn có thể tham khảo cái H5 Flow này. H5 Flow thì uh, khi mà anh em dùng cái vỏ này. Ấy, uh, luôn luôn có cái này. Đây mình sẽ luôn luôn giới thiệu cái này đây là một cái fan thổi xéo thổi trực tiếp cho cái VGA sẽ giúp là cái nhiệt độ của VGA tốt hơn rất là nhiều khi mà anh em làm việc hay là render đấy và đây là con cạc của chúng ta đây là con cạc 3060 Ti hai fan nhưng mà lại khá là to con này mình thấy nó còn to bằng một số con ba fan bé bé ấy. rất là to luôn và tản nhiệt thì anh em hoàn toàn yên tâm rồi tản nhiệt của dòng đua Asus cũng rất là tốt với cái dòng to to như này này Chứ không phải là dòng mini nhá, dòng mini thì nó sẽ nóng hơn Còn lại thì uh, tản nhiệt nước hôm nay thì vẫn như truyền thống thôi Mình vẫn lắp cái LS520 ở trên nóc Đấy, về kết cấu thì không có quá nhiều điều để nói Khá là chói uh, Main này, main là Z690 này RAM là hai thanh Kintone FuriBeat uh, Không có LED Đây, RAM đen xì ở bên trong này Đúng ra nếu mà bộ này... Uh, Bộ này hoàn toàn có thể lắp một cái tản nhiệt nước không có led cũng được. Tuy nhiên thì tản nhiệt nước không có led thì nó lại không được đẹp lắm và hiệu năng nó không được cao lắm, giống như là con LS520 này nên là mình sẽ ưu tiên con LS520 hơn. Anh em hoàn toàn có thể tắt led ở trên phần mềm cũng được, không vấn đề gì cả. Và có một điểm đó là khi mà lắp xong ấy, mình mới nhận ra đó là phía trước này, phía trước nó bị bỏ trống, bỏ trống hai slot fan thì một lát nữa là mình sẽ tặng thêm bạn khách là hai cái fan màu đen đấy để lắp vào đằng trước để cho nó mát nhất có thể còn lại thì đây mình sẽ sâu lại một lần nữa tổng thể cả cấu hình cho anh em xem để anh em nào mà có nhu cầu dựng PC để làm việc để chơi game giải trí gì đó thì hoàn toàn có thể liên hệ mình qua zalo facebook thì mình sẽ tư vấn thêm uh, chi tiết hơn cho anh em đấy, cảm ơn em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em ở những bộ PC tiếp theo